Chào cả nhà nha. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu tới cả nhà cái món mứt táo á cả nhà. Nguyên liệu mình cần chuẩn bị thì mình làm cái mứt táo này là mứt táo ta nha cả nhà. Đây là loại táo xanh. 1 kg táo thì mình sử dụng là 600 g đường, nhưng mà mình sử dụng cái đường màu vàng. Vôi trắng mà vôi mình tìm mua chỗ bán chầu cao đó. Và một ít phèn chua. Thì táo mình đem về, bây giờ mình rửa sạch qua bằng nước muối đi. Mình quậy một thao nước muối lỏng lỏng giống như mình rửa rau vậy đó. Thì mình cho táo vào mình rửa nha. Táo thì mình bỏ vào trong nước muối, mình ngâm tầm khoảng 5 phút đi rồi mình hãy đi rửa lại. Mình lựa những cái táo mà còn xanh, tươi, nó có cái vị chua chua thì mình làm nó sẽ ngon hơn ha cả nhà. Táo mình đã rửa lại kỹ và thật là sạch. Mà mình đi rửa đó, với lại lúc mình mua là mình nên lựa những cái trái táo cho nó thật là kỹ để cho nó đừng có sâu nha cả nhà. Táo xanh này thì nó hay có tình trạng nó bị sâu á, mình nhìn thấy những cái lỗ là trái đó bị sâu á, mình đừng có nên lấy trái đó ha. Bây giờ thì mình đã chuẩn bị sẵn cái nước vôi trong rồi, thì bây giờ mình lọc ra mình lấy cái phần nước trong. Rồi cái táo này thì mình dùng cái cây nĩa hay là cái tăm gì đó. Đó, mình cứ xơm vòng cho nó đều cái quả táo của mình. Cái cây nĩa này mình xơm rất là tiện, mình xơm một cái nó tới 4-5 lỗ luôn. Đó, vòng cho nó đều ha. Và mình bỏ vào nước vôi, mình ngâm. Mình đã xơm lỗ xong hết rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vào cái nước vôi mình ngâm. Mình kiếm cái nắp hay là cái gì đó mình dằn lại để cho cái táo của mình nó đừng có nổi trên mặt á. Thì cái táo này mình sẽ ngâm trong cái nước vôi qua một đêm nha cả nhà. Cho nên là khi mà ai mà muốn làm cái mứt táo này thì tốt nhất mình nên làm vào buổi chiều thì nó sẽ tiện hơn. Bây giờ mình sẽ đậy lại, mình dằn lại để cho táo mình đừng có bật lên. Mình dùng cái nắp mình đậy lên, hoặc là có cái gì đó mình dằn lên nữa để cho nó chìm xuống dưới á. Táo mình đã ngâm xong, bây giờ mình đi xả lại nhiều lần với nước cho nó thật là sạch. Xong rồi thì tiếp theo mình sẽ bắt lên đây tầm khoảng 2 lít nước. Mình đun cho nó thật là sôi. Thì mình chuẩn bị, mình cà cái phèn chua lúc nãy mà mình chuẩn bị đó. Mình cà ra mình để vô tầm khoảng nửa muỗng cà phê, hơn nửa muỗng cà phê gì cũng được hết cả nhà. Thì mình quậy tan ra, mình quậy cho nó tan ra xong thì khi mà cái nước nó sôi bừng trở lại như vậy nè, cái mình sẽ cho cái táo vào mình trụng nha. Mình trụng trong khoảng 2 phút, cho nó sôi bừng lên trong khoảng 2 phút thì mình vớt cái táo này ra. Mình vớt ra thì mình đi rửa lại nhiều lần với nước cho thật là sạch, cho thật là sạch cái nước mà mình đã trụng đó. Khi mà mình rửa đó thì mình cũng có thể là bóp nhẹ nhẹ cái trái táo cho nó thật là ráo nha. Bây giờ mình bắt đầu ướp đường vào luôn. Thì khi mà mình rửa sạch xong thì mình để vào trong cái chảo luôn. Cái chảo này lát nữa là mình sẽ sên trên cái chảo này luôn. Như vậy cho nó tiện ha cả nhà. Thì mình cho đường vào, mình cho đường vào xong mình có thể rưới vào một ít nước để cho cái đường nó sẽ dễ tan ra đó. Tại vì cái táo của mình lúc này là nó khô ráo rồi. Thì mình ướp cái đường vào mình chờ nó sẽ hơi lâu. Mình chế nước vô như vậy nè, thì tầm khoảng 1 tiếng sau thì cái đường nó đã tan ra hết như vậy. Thì bắt đầu mình cho lên bếp mình sên được rồi đó cả nhà. Lúc đầu thì mình cứ cho cái lửa mạnh đại đi cả nhà. Mình cứ cho cái lửa to rồi để cho cái nước đường này nó sôi bừng bừng lên đại đi. Và trong lúc nó sôi đó thì nó có một ít bọt như vậy nè. Thì mình lấy cái đồ mình vớt cái bọt này ra để cho cái nước đường của mình nó được trong, nhìn nó cũng đẹp hơn. Mình vớt hết cái bọt này ra rồi thì mình sẽ cho cái lửa nó vừa vừa lại. Cho cái lửa nó vừa vừa lại thì mình để liu riu như vậy. Thỉnh thoảng thì mình lại lấy đũa hay lấy gì đó mình đảo cái trái táo lại nha, mình trở bề cho nó. Thỉnh thoảng thì mình hãy đảo nó thôi, mình cũng không có cần đảo thường xuyên đâu cả nhà. Mình cứ để cho nó liu riu vậy đi. Tại vì cái đường này nó cũng lâu sắc xuống lắm chứ nó cũng không có mau đâu. Thỉnh thoảng thì mình dùng cái sạn đó mình chở như vậy cũng được, hoặc là mình lấy cái đũa mình chở từ trái cũng được. Khi mà làm mứt táo này á thì mình nên đi chọn, mình lựa cái loại quả táo nào mà nó có cái vị chua đó cả nhà, thì mình làm ra mình ăn á nó sẽ ngon hơn. Là cái loại táo mà nó ngọt á thì nó gặp đường nữa thì nó sẽ làm cho mình dễ bị ngán hơn. Thì nó có cái chất chua nữa. Thì mình ướp đường như vậy mình sên lại, khi nữa mình ăn á nó vừa dẻo dẻo mà nó có cái vị chua đó thì nó sẽ rất là ngon.
khi mà cái nước đường nó sôi lên một hồi á thì cái táo của mình bắt đầu nó ngả cái màu ngà ngà ra nè. Lúc mình làm á, mình làm cái đường màu vàng đó cả nhà, thì khi cái táo của mình nó sau á, nó cái màu nó sẽ đẹp. Còn mà mình sử dụng cái đường màu trắng á thì sau khi mà nó chín á là nó cho cái màu nó không có được sậm lắm, cái màu nó sậm nó trong á thì nhìn thấy nó ngon hơn. Bây giờ là mình đã nhìn thấy được cái độ trong của cái trái táo rồi đó cả nhà, nhưng mà vẫn chưa có được đâu, mình phải để cho nó sôi một hồi nữa, tại vì bây giờ cái nước đường á, nó cũng còn hơi nhiều nè, mình phải cho nó sôi một lúc nữa, và lúc đó thì cái đường của mình nó xanh xánh sành sệt lại đó, thì cái lúc đó cái táo của mình nó sẽ ngả cái màu xuống, nó sẽ đẹp hơn là bây giờ. Bây giờ thì nó cũng còn hơi là trắng nè cả nhà, và cái nước đường thì nó còn hơi nhiều. Bây giờ mình tiếp tục cho nó sôi thêm tầm khoảng 5 phút nữa ha. Cái màu của quả táo á, bắt đầu nó chuyển vàng vàng lại nè cả nhà, nó sậm màu hơn lúc nãy luôn á, thì nó cũng sắp được rồi. Mình chờ thêm khoảng 1 phút nữa thôi ha. 1 phút nữa thì lúc đó cái nước đường của mình nó sẽ sánh lại hơn cái này, là lúc đó mình tắt lửa đi. Cái quả táo rất là ngon. Cái nước đường của mình bây giờ nó đã sánh lại rất là nhiều rồi. Mình nhận thấy là khi mà mình gấp cái quả táo lên nè, là cái đường nó bám theo cái quả táo đó, nó kéo theo cái đường đó cả nhà. Thì lúc này là cái đường nó rất là sánh lại rồi, mình sẽ tắt lửa đi nha. Táo của mình cái màu bây giờ là nó cũng rất là đẹp và rất là trong. Cái đường nó như vậy đó là được rồi đó cả nhà. Bây giờ thì mình tắt lửa, mình cho táo mình ra mâm. Nếu mà mình muốn bảo quản được lâu hơn đó, thì nhà mà có lò sấy thì mình nên bỏ vào trong lò sấy, mình sấy ở nhiệt độ 100 độ C và thời gian sấy là 1 tiếng hoặc là 50 phút, để cho cái táo của mình nó khô ráo và nó có cái độ dẻo nhiều hơn. Và khi mà mình bỏ vào lò sấy mình sấy thì cái màu nó cũng sẽ sậm hơn và cái trái táo của mình nó sẽ sợp lại. Bây giờ thì mình sẽ gấp táo ra ngoài cái mâm, chờ nó nguội lại thì mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với mình được rồi đó cả nhà. Táo mình rất là trong và rất là ngon, màu sắc thì cũng rất là đẹp. Khi mình gấp ra xong thì nó còn đọng lại một ít đường ở trong cái chảo như vậy nè. Mình đã thực hiện thành công món mứt táo rất là ngon. Bây giờ thì mình xin mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Và video đến đây thì mình cũng xin kết thúc. Và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Nếu xem mà thấy hay thì nhớ cho mình một like và một đăng ký để ủng hộ mình có thêm động lực ra nhiều video hay hơn nữa, gửi đến cho cả nhà cùng xem. Cuối video thì mình xin kính chúc cho cả nhà năm mới vạn sự như ý và bình an. Bye bye.